Ly mến chào tất cả cô chú anh chị các bạn các em, rất vui được gặp lại quý vị trong buổi trò chuyện bình luận của Ly Tala TV. Sóng gió thiền môn, những thông tin đáng chú ý Ly xin mến gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, hiện nay nhiều trang mạng đang lan truyền những hình ảnh như thế này và có ý đặt nghi vấn với khán giả rằng Angela Phương Trinh có còn gái với ông Trần Quang, sự thật như thế nào, cùng Ly tìm hiểu nha. Trước hết thì Ly soi qua thấy cái bức ảnh này là bức ảnh ghép. Và càng khẳng định hơn nữa khi bức ảnh thật của cô bé cũng được tìm thấy. Vậy ai đứng đằng sau những bức ảnh được làm từ thủ thuật công nghệ này? Ly đặt ra 3 giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là những người giỏi công nghệ, họ không có ưa thầy trò của Trinh nên ghép ảnh chế nhạo Trinh và sư phụ Tà Râm, rồi vô tình lôi một cô bé vào cuộc. Giả thuyết thứ hai, Trinh một mặt làm truyền thông tung tin sai sự thật để dẫn dắt cộng đồng mạng rất tò mò. Rồi từ đó có cớ nào là chửi cộng đồng mạng là giặc, nào là truyền thông bẩn. Một mặt đánh tiếng, có thể là đánh tiếng cho ai có liên quan để mở đường cho quyền lợi nào đó nếu có của mình khi ai đó đang có biến. Giả thuyết thứ ba, ekip của sư phụ Trơn Quang đã tung chiêu bẫy cộng đồng mạng, rồi họ có cớ để nói cộng đồng mạng chuyên môn cắt ghép hãm hại thầy. Có cái cớ để củng cố lại lòng tin của các Phật tử rằng thầy bị bêu xấu bằng công nghệ AI như vậy đó, nên các Phật tử có nghe thầy giảng bậy trong cái clip nào đó thì cũng do chúng cộng đồng mạng cắt ghép như thế này mà thôi. Không biết giả thuyết nào đúng hoặc có thêm giả thuyết 3, 4, 5, 6, 7 hay không, nhưng suy cho cùng các anh chị làm gì làm phải có lương tâm, vì bé là bé nhỏ, nó không có lỗi lầm gì hết. Chuyện xâm phạm tiết hạnh Nico mà ông Quang còn bơ bơ như không á, thì chuyện có xâm phạm một phụ nữ chuyên môn khoe thân trên mạng thì có gì to tát đâu, có gì lạ đâu, và có gì nhục nhã đâu với những người không biết nhục là gì. Những người không biết tí đạo lý mà hay rao giảng đạo lý với cộng đồng mạng là vậy đó. Mà nếu có chuyện gì đó xảy ra về cái mối quan hệ thầy trò này thì càng phải để ông thầy này hơn, vì thanh kiếm lệnh của thầy còn bán. Dù sao thì không có bằng chứng gì, chớ vội suy đoán bừa, Ly chỉ tin vào những sự thật và từ những điều cụ thể, nhất là những tâm sự chia sẻ của những nhân chứng sống thì Ly mới tin. Sau khi có thông tin thiền tôn bên bờ vực thẳm của ông Quang có lệnh cưỡng chế 35 hạng mục, mời quý vị nghe chị Liễu Độ chia sẻ với kênh Ly Tala TV, kính gửi đến quý vị khán giả. Dạ chị Liễu Độ ơi, thì qua cái sự việc vừa rồi của ông Trần Quang lùm xùm đó, chị có ý kiến gì không? Buồn chứ em, nằm đêm nhiều khi nghĩ buồn, chảy nước mắt á. Nhiều khi nói thì bây giờ chị cũng khóc. Nhưng mà nghĩ lại á, theo ổng mà mấy chục năm trời dài đẵng đẵng mà sao chị không biết cái gì, thì nghĩ như mình ngu, dễ sợ luôn á. Càng nghĩ càng thấy mình ngu. Tại sao câu chuyện dài mấy chục năm mà chị không biết vậy, ngu. Hồi đó họ đứng chứ mà ổng kính ổng như là cha, như là mẹ của mình, hiểu không? Yeah. Nên thành thử lúc nào cũng kính trọng, mà người khác thấy mình kính trọng ổng thì lại họ lại kính trọng ổng và ủng hộ ổng nhiều hơn. Mà chị không có biết sự thật là bên trong của ổng như vậy, chị không có biết. Trang em thầy nó còn nói sự chị ngu quá, chị khờ quá gì, chị bảy hơn. Thiệt lúc đó bây giờ nghĩ lại, dù cái câu chuyện mà ổng đuổi cô Lưu Nguyện đi hả, mà chị nghĩ nè, chị nhân quả bây giờ ổng bị cái xứng đáng như vậy hay tại sao thầy không nghĩ lúc mà cô Lưu Nguyện trốn gia đình, ổng biểu với cô Lưu Nguyện trốn gia đình, ổng dẫn cô Nguyện giấu xuất gia cô Lưu Nguyện, mà chị là người dự lễ xuất gia cho cô Lưu Nguyện. Tức là gia đình hồi đó phản đối ta... Dạ, tức là hồi đó gia đình phản đối cô Lưu Nguyện, không có cho cô Lưu Nguyện xuất gia. Không có chọn theo ổng. Dạ. Tại vì mẹ cô Lưu Nguyện là đi theo hòa thượng sư ông Thanh Từ, rồi á là muốn cho cô á, tại vì biết mẹ cô, gia đình cô vẫn biết cô có tâm đạo, tại hồi nhỏ tới lớn cô ăn chay mà, cô ăn chay hồi nhỏ tới lớn mà, biết cô là đi tu xuất gia thì mẹ cô muốn cho cô đi trở về thiền viện xuất gia. Nhưng mà cái duyên sao á, lại gặp ổng, rồi mấy chị mới gặp ổng, mới rẽ sang ổng. Từ đó là cô không có còn đi theo bên đường lối sư ông nữa, mà rẽ theo thầy Thông Nguyễn hồi xưa đó, ổng tên Thông Nguyễn. Vậy mà lúc đó gia đình người ta không có cho ổng đi theo xuất gia, mà ổng dẫn người ta, ổng giấu ổng đi xuất gia trên thành phố á, chùa Từ Nghiêm á. Thì chị lên đó bên xuất gia bên chùa nào á, rồi
chùa ở bên huyện Võ Văn Tần á, vừa mới gửi về bên đó, mới gửi về bên đó bên chùa Từ Nghiêm cho cô ở mấy năm á, rồi sau này mới đem cô về ở dưới chùa Phật Quang, là lúc đó là ông đuổi chị xong rồi cô Lưu Nguyện mới về. Là lúc đó mà chị trúng số á, chị mới đi về, cô chị có chồng mấy năm sau, chị năm 94 á, thì ổng năm 93, đầu năm 94 tháng 4, chị nhớ là tháng 4, ổng đuổi chị xuống núi á. Ổng lý do là ổng nói hồi xưa á, là thầy làm á, thầy làm chỗ nào á, là nghe ở chính quyền địa phương mà nghe tên mà thầy làm đất á, được tạo lập cái thiền viện á, thì á, là chính quyền họ lấy hết nè, họ lấy lại đất á, họ trả mình như là mình bỏ vô mình mướn nhân công phát rừng hai cây vàng hồi xưa chị nhớ, mà nhà nước mà nghe nói lấy lại thì trả mình chừng khoảng 1 chỉ vàng hay 2 chỉ vàng là tối đa. Nên lúc mà chị chỉ về trên thiền viện trên đó lập cái thiền viện trên núi Dinh đó, là bây giờ hiện giờ là chùa Phật Quang, là thiền tông Phật Quang, thì về trên đó chị vừa đi dụ hội ngày, vừa vừa đi mua bán, vừa đừng hàng tháng phải trả, hàng tuần nó phải trả tiền cho Hồng Quốc, anh Thư, Hằng Dũng, Đáng, con bác Sáu á, rồi á hồi hồi đó hồi xưa là quan là thầy Bảo Kiếu, dù O này, dù danh, dù bé Tâm, dù mẹ bé Tâm là bác Sáu, ông Sáu làm rẫy cho mình đó, một ngày hả bằng cả chục nhân công mình phải mướn họ phát rừng, trồng cây đồ này nọ. Hồi xưa mà phủ xanh đầu chọc cái núi đó đó, là hồi đó là mua 5 7 người mới thành cái chỗ một cái phỉnh đó, rồi sau thầy mới là phát rừng thêm, là cái đó là có sự thật luôn. Là chị là người hả hồi đó mướn người ta gánh gạo lên, mướn người ta đem sầu riêng lên, mướn người ta dinh bơ lên, mướn người ta dinh đường lên, dinh gạo lên, dinh bột ngọt lên, dinh dầu ăn lên, cung cấp đậu cho hũ ổng hả em cay chị? lên, Rinh lên là đi để lên trên đó được cho nuôi 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 ổng. cũng cả chục nhân công á, vừa có thầy nữa, thì phải ở trên đó nhiều lắm, Mà trên đó mình nó mướn vắng hay ai sao đầu chị? Chỗ đó nó vắng vẻ hay sao mà hồi ma? xưa là cái trường đắng, hồi xưa chỗ đó là chiều em biết không hả, nếu mà trường hợp á sáng sớm và bữa nào nó bắn á, trường bắn ở đó tập bắn á, là nó báo động thì mình đi lên không được, mình lựa cái ngày nào mà không có trường bắn thì chị mới lên được. Mà em biết mà có trường bắn thì mình đâu có lên được, mà ở núi mà 5 giờ là tối hò tối tối thui luôn á. Rồi chị lật đật nó phải đi về, đi đi về dù có người á, có mướn mấy đứa em nó làm á, nó đưa chị đi xuống núi, rồi chị đi đi mướn ở đó có xe ôm ở đó đó, rồi chị phải đi về ở lại Bà Rịa dưới á, rồi chị về chị phải buôn bán, chị phải đi học, vừa đang đi học bổ túc trong khóa cấp 3 nữa, rồi chị phải đi học thêm, chị lấy cái bằng nữa, vừa đi làm vừa bớt tiền. Em thấy cái cảnh đó mà chị không bao giờ mà chị nói với ai, không bao giờ, mà chính con Trang em thầy vẫn biết, mà chị không bao giờ chị nói với ai hết, vẫn là muốn cho thầy mình có một cái thiền viện chứ không phải như người ta. Và lúc Mà mà rốt mình cuộc ông dò phủi dám ơn bỏ hết tất cuối cả những người ơn ban đầu của ông phủi hết. Ông phủi ơn hết tất cả những người ban đầu luôn. Quá chị nói buồn. thật cái sự tích cây gậy cho quý vị nghe hả. Hồi xưa thầy ở Long Hải, lúc đó không biết thầy bị tâm bệnh cái chuyện gì, mình không biết, như chị Tâm Ngân chị nói là thầy bị tâm bệnh lúc ở Long Hải, không biết là ở ở nhờ nhờ nhà cô Năm Đặng á, thì cháu của cô á, không biết có chuyện gì mà cô Năm á, mà cô chửi thầy dữ lắm, mà chị được thôi mà cô đừng chửi thầy, mà cô có đuổi chị luôn, mà lúc đó chị ở là bà cô chị tập tu á, mà cô có đuổi luôn á, bên đấy mày bính thầy mày quá, tôi đuổi luôn. Thời gian sau á, giờ mới mới ở nhờ cái cốc chú Bảy Tình ở Long Hải, lên chị là thầy Bảo Quyên, hai chị em nó chạy lên chị xuống với thầy, đạp xe đạp thầy Bảo Quyên chở chị đi nghe pháp, đi học bài, đi giảng bài, đi làm cái này làm cái kia, là chị là thầy Bảo Quyên, là thầy Bảo Quyên nhỏ hơn chị, mà thầy Bảo Quyên thì lúc đó không có biết rành rẽ chữ đồ nhiều, dù chị có đi học chị chỉ thầy Bảo Quyên cách làm bài đồ này nọ, mấy chị em mới nương theo tu. Hồi xưa tình thầy trò nó rất là hạnh phúc,
Nhưng lúc thời gian lúc đầu tiên mà chị kể là chị Tấm Ngăn là thầy bệnh từ ở Long Hải, Phước Hải mà đuổi ông đi qua trục xuất ông đi đi ra khỏi xã Phước Hải lén đem về Long Hải ở. Long Hải ở thầy bị bệnh mà chị Tấm Ngăn là người phải là kêu bằng Chị chồng Tấm Ngân là nấm tức là pháp danh là cô Liễu ở. nè. Đúng rồi, Dạ. đúng rồi. Chồng nấm rơm nè, chồng hẹ nè, đừng mướn bác sĩ. Hồi xưa em biết cái năm năm 91 90 á, phải mướn bác sĩ y tá gì đó đi vô, phải vô nó biện cho thầy này, mà thầy bệnh đi còn có ba mươi mấy ký, thầy đi không nổi, lúc đó tưởng thì chết. Mà chị Tấm Ngăn là bà cô phải cho cây gậy cho thầy, phải chống gậy đi, lúc đó sự tích cây gậy thầy mới có cây gậy bây giờ luôn hả. Rồi mùa gió bắc ở Long Hải này thầy lạnh, thầy hoàng khăn đi lên núi á, rồi phải cho thầy hoàng khăn, sẽ thầy bệnh thầy ốm yếu, sự tích À, cây thì gậy ra là sự tích cây và gậy nó với bỏ cái khăn luôn. khăn là do hồi đó bị bệnh, coi như là thập tử Chị nhất Tấm Ngăn sinh. phu mang ổng Rồi, á, chị dạ. Tấm Ngăn á, nó chị mới nói sự tích cây gậy cho mọi người biết. Chị Tấm Ngăn là người cưu mang thầy, chết đi sống lại là vô đất biển cho thầy. Cha mẹ thầy, anh chị em thầy không có ai ở đó. Nếu không có chị Tấm Ngăn, thầy có tồn tại ngày hôm nay không? Nhưng Nói cho mọi người rốt cuộc ổng lại không biết một chút ơn nghĩa nào lúc với đó có chị chuyện Liễu gì Ấn. á. Bây giờ Tấm Ngăn á, mới kể ra không biết có cái chuyện gì ông mới đuổi chị Tấm Ngăn xuống núi. Lúc đó là chị không còn ở núi nữa, ông đuổi chị xuống núi, chị không biết hoàn toàn. Sau này chị không biết, sau này chị Tấm Ngăn mới kể, mới kể bữa có em nghe đó Dạ. câu chuyện đó, là chị hoàn toàn chị không biết, mới biết có một tháng mấy nay thôi, chứ Là chị tức hoàn là toàn hôm chị không bữa biết. là chị Liễu Ấn kể là cũng không có đồng tình với lại sư phụ về những cái hành vi của ổng, cho nên là cũng có góp ý thẳng đó, rồi cho nên là ổng mới đuổi. Ông đuổi xuống núi đó, ông đuổi cổ đó, rồi chị Tấm Ngăn. Còn chị thì ông đuổi trước, ông là dũng làm bộ nó chứ thôi bây giờ công tình con làm cái núi, làm cái tạo lên một cái miếng đất như vậy. Lúc đó chưa có là chùa, chưa có thiền am thì gì hết. Bây giờ mà con lên xuống đây thường á, thì ở dưới ngoài xã người ta biết được á, con về đây á, thầy lập cái thiền viện đây đồ á, người ta lấy lại. Thôi con hy sinh đi, con đừng có lên xuống nữa một thời gian đi. Giờ thầy nói vậy á, đừng đừng có lên xuống nữa, để cho huynh đệ trên đây từ từ, rồi thầy mướn người ta trả công đồ này nọ đồ, rồi thời gian con lên. Thầy nói vậy á, là lúc đó là trước khi chị với lại thầy, là thầy nhân điện là chị phản đối cái vụ À, nhân cũng điện nha. nhờ chị ngăn cản mà ổng không có cho ra một cái pháp môn mới chứ. Chứ thôi Nhiều là khi ông ổng ra đuổi đủ đó, trò rồi. giọng nói vậy này, chị nói vậy á, thì chị cuối cùng chị nói là con nghĩ cái pháp môn này đâu có phù hợp gì khoa học gì nhân quả đâu. Cái ông nói chứ thầy gì giỏi rồi, thì bây giờ xuống núi làm thầy đi. Đó, câu nói của thầy nói như vậy phải không? Vừa cái bắt đầu cái khoảng chừng một tuần sau hay mấy ngày sau là bắt đầu thầy kêu chị xuống núi liền, thầy biểu đi về đừng có lên đây nữa. Lên đây nữa là người ta nhìn á, người ta sẽ biết Liễu Độ lên đây, người ta theo dõi, người ta lay đắp thầy lại. Trời ơi, quá trời buồn luôn, đối xử vậy luôn á, quá vô ơn luôn. Mà khoan, em hỏi Đó một điều quan trọng nè, để hồi hồi em quên là bây giờ hồi xưa là chính chị mua giúp ổng mua từng miếng đất, từng miếng đất, từng miếng đất để đúng góp thành cái thiền viện đó. Vậy thì giấy tờ đất ai đứng tên? Cái này quan trọng nè. Giấy hồi tờ xưa này, hồi xưa giấy tờ á, là người ta bán cho mình bằng giấy tay không, không cũng như người ta vẫn biết khu đó là khu quy hoạch, thầy biết rõ khu đó là khu quy hoạch luôn, người ta bán bằng giấy tay. Nhưng cái năm đó là nhà nước kêu chỉ thị 327 phủ xanh đầu trọc, hiểu không? Vì vậy mình được quyền mua nua, mình mua mình phát rừng, mình phủ xanh đầu trọc, giấy chứng nhận mình 50 năm, Rồi. em hiểu điều đó không? Lách là hồi xưa đó thì phủ xanh đầu trọc là ra một, sau này á, mấy năm sau á, là hơn có cái là mình được đứng tên cái khu đất đó là khu công nghiệp 50 năm Dạ. đó. Còn cái phần xung quanh á, là cái chị đó chị không có biết, là cái tự nhiên phát cái đó là phát rừng phòng hộ gì đó, là cái đó là cái
là chị không có nhúng tay vô, là cái mua cái thành phẩm mà mua hồi xưa chị mua ngay đó, là mua cái ngay là cái chỗ ngăn cái tượng Phật với lại cái chính là cái chánh điện, rồi cái nhà may á là nhà ni hiệu bên nhà tăng đó, rồi cốc thầy mà cái cổng mà bỏ ra, mà cái ngay cái cổng mà hồi hồi xưa cái ở đó là cái chỗ quý thầy ở trên chỗ núi á, là có quý thầy siêu tâm thể ở đó đó, là hồi xưa là mình mua giáp danh ngay đó, rồi là ở trên đó là thầy phá phá ở trên đó, là lúc đó là chị bỏ tiền cho chị mướn người ta, với thầy đục bỏ tiền ra mướn người ta phát rừng chỗ đó hả, với lại mọi người cúng dường đồ á thì thầy phát luôn đó cho đó. Còn hồi xưa là cái công chuyện lúc đó là đi mua, còn một cái lô đất cuối cùng là chị kể luôn, là một cái lô đất cuối cùng hồi đó anh Sáu xã đội ở ở ở Long Điền làm cho thầy, tại anh đó cũng là cũng bộ đội làm cho thầy mướn anh đó quanh năm, thì lúc đó anh đó về đó ở lần đầu tiên chứ, anh về thì mua hết chỗ này 3 chỉ, chỗ kia 2 chỉ, chỗ 7 chỉ, 5 chỉ, còn một cái lô cuối cùng nhất mà cái người đó họ không bán, mình mua chỗ người ta có 3 4 chỉ, nhưng mà cái ông cuối cùng nhất á là ổng không bán, ổng đòi cao, mà ổng còn muốn không bán cho người tu giá cao, là ổng sợ cũng như là bị nói là tại sao bán người tu mà giá cao á, ổng không bán. Lúc đó anh Sáu đi xuống Long Hải mới gặp tôi, mới nói cô Liễu Đồ, thầy đi Sài Gòn rồi mà mình hồi xưa đâu có điện thoại đâu, đâu có liên hệ được. Anh Sáu nói bây giờ có một miếng đất cái chú đó tên gì á, bây giờ ông còn miếng cuối cùng nhất là ông bán cho mình, ông bán cho bữa nay ông kêu bán, mà ông kêu mấy sư áo vàng càng á vô mua, mà thầy nói á mình mở một cái thiền viện bên tăng bên ni, mà bây giờ tự nhiên á có một cái miếng đất đó, bây giờ mình mua hộ quy mình để cho cái sư áo vàng á là sư bên mình khắc sĩ vô mua á, thì mình không có thể nào mình làm được cái thiền viện. Vì vậy á bây giờ gặp không có gặp thầy bằng bàn bạc cái vụ đó, bây giờ nếu mà mình mua trễ á, thì hiện tại bây giờ á ngày mai đây á là ông sư đó ổng sẽ đặt cọc. Bây giờ á tôi mới nói lại cái chú đó, cái chủ đất đó, tôi nói theo bây giờ chờ tôi đi, tôi chạy về với Long Hải là tôi sẽ nói chuyện với thầy, nếu mà tôi sẽ mua một miếng đất này đó, là lời chú Sáu nói như vậy. Bây giờ không có thầy sao cô Liễu Độ, tôi mới nói bây giờ á thầy ở Sài Gòn em đâu biết đâu, bây giờ này em còn 1 chỉ vàng 2 chỉ vàng tôi đeo trong tay, tôi nhớ là một chiếc nhẫn 1 chỉ 2 chỉ tôi không biết, nhưng mà tôi lột đi tôi đưa cho anh Sáu, tôi nói thôi bây giờ thầy đi rồi em không biết, nhưng bây giờ em đưa anh đỡ hồi đó hình như 2 chỉ á, anh lên anh đặt cọc cho người ta đi, rồi chờ thầy về giải quyết chứ em không biết đâu, tôi nhớ là chị nhỏ 2 chỉ, thì đưa cho ổng đi lên ổng đặt cọc cái cho người ta chị nhà một lô đất đó 2 chỉ. Thầy á mấy ngày sau thầy Sài Gòn thầy về, thầy kêu tôi thầy nói như vậy, thầy nói á Liễu Độ, kêu vô thầy nói mấy cái gì á, tại vì hồi xưa tôi rất kính thầy, người ta mua cho thầy á, người ta gửi cho tôi là bầu bí hay rau, mà cái tánh tôi thì kỹ lắm, chờ thầy chứng minh rồi mình mới được ăn, hay mình đi cho những cái chùa lân cận mình ăn không hết mình cho. Nhưng mà tôi hồi đó người ta cho cái dừa tôi cũng để cho thầy chứng minh, thí dụ người ta gửi cũng 50 ngàn tôi cũng để cho thầy chứng minh, cái bà đó tên vậy 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 á, thì để cho thầy chứng minh cho người ta có phước rồi cái tiền bạc giao lại cho thầy. Còn á nhưng á thí dụ á trái cây á hay gì đó mình ăn không hết á thì mình cúng dường lại cho người khác. Hồi hồi đó là tôi như vậy, cái khi mà người ta gửi cho mà thầy đi ở Sài Gòn về á, thầy chưa có chứng minh tôi để cho thúi luôn đi bỏ, cái thầy mới rầy tôi, thầy mới nói là Liễu Độ, nếu mà không thầy chưa có về người ta cho cái mấy cái này á thì con phải với đây con ăn, ăn không hết thì con cho huynh đệ ăn, thì tại vì lúc đó tôi là thầy Bảo Quyên hai chị em thì ăn đi, chứ để đây á mà thúi á chờ thầy về chứng minh, thầy chứng minh cái thúi của người ta mà con là người mang tội nhất, thầy la tôi như vậy á. Nên á mỗi lần cái gì tôi cũng chờ, tôi bây giờ cái chuyện gì á thì tôi nhắm mắt tôi giải quyết được, tôi giải quyết, còn không được thì chờ thầy sẽ giải quyết. Nên cái vụ mà trồng tiền đất mua mấy đất lô đất đó là tôi làm lanh, tôi đưa 2 chỉ vàng đó là tôi cũng sợ thầy la. Thầy về thầy mới kêu tôi, thầy nói là cái đó là Liễu Độ giải quyết đúng, thầy khen thầy không có rầy, nếu
mà con không mua để với thầy khác đi vô mua lô đất đó thì thầy không thể nào làm được một cái thiền viện. Cái đó là thầy khen con. À, thầy còn nói câu nói đó, tôi còn văng vẳng bên tay tôi còn nhớ lại những lời nói thầy nói đó ha. Là khi mà tôi đã làm tròn nhiệm vụ một người đệ tử đối với thầy, mà tâm đắc của tôi là phải muốn mở một cái thiền viện cho thầy, lúc nào tôi cũng giái Phật, giái Phật phải độ cho con, phải tìm được cái mục đích nào để cho con mở một cái thiền viện cho thầy con tu học, minh độ được minh tăng và minh ni, huynh đệ con xúm lại nhau tu. Lúc nào á chị cũng giái, chị cầu nguyện hết, làm cái gì cũng hồi hướng lại cho huynh đệ, cho thầy tổ, cho thành công hôm nay được viên mãn như vậy. Thì chị nghĩ cái công chị cũng không bao giờ nhỏ, nhưng mà chị làm chị có phước đâu, không? Cuối cùng lại là chị là người tội lỗi. Chính cái chỗ đó chị dẫn đường thầy vô đó mua luôn mà. Hồi xưa lúc nãy thầy đâu biết chỗ đó đâu, hồi đó chị đi học, chị đi cắm trại ở đó, chị mới biết cái khu vực ở đó, rồi chị chỉ thầy lên ở đó, nghe thầy nói là mở thiền viện phải nhờ có cái suối. Giờ này nọ chị mới là nghĩ trong đầu chị cái suối đó, chị mới dẫn thầy đi. Lúc đó chị dẫn đi nè nha, ngày đầu tiên nè nha, thầy chạy một chiếc bít ba, chiếc xe lam nè nha. Thầy đi có một mình thầy, chiếc xe của cái Trang á, em thầy á, cho thầy mượn hay cho thầy á, thì chiếc xe đó chị chạy chiếc 81 chở cô Liễu Ngộ đi lên đó. À, vô đó bị trường bắn, bị trường bắn, ngày đó bị bắn nên mình lên trên đó không được, nên thành thử ra hả là đi quay về lại, chị chở cô Liễu Ngộ về nhà cổ trên Đại Tùng Lâm. Mình chạy yếu quá dấp cục đá mình bị té, mà xe hả thiếu điều muốn xém cán cô Liễu Ngộ luôn. Lúc đó chị sợ, chị run gần chết luôn, là chị chạy chiếc xe đó là kêu được cô Liễu Ngộ bị té ha. Rồi thầy đi về lại, qua ngày mai lại thầy mới chạy, vẫn còn bắn nha. Thầy đi, thầy chạy xe hồi xưa mà là cái đường tờ hiện giờ, mà hồi xưa là còn đường đất đỏ đó, đá lởm chởm. Thầy chạy đường đó, thầy chạy trên đường đó xong rồi thầy gửi cái xe ở đó, ở đâu á, ở kế bên đâu á, rồi thầy đi bộ xuống cái đó, thầy gặp gia đình nhà con bé Tâm, bác Sáu. Thầy mua đầu tiên nhất là miếng đất của nhà bé Tâm, rồi á xong rồi thầy mới mua xung quanh, thấy nhà bê tông bán, thầy mua xung quanh. Nhưng mà thưa quý vị, thầy á, mua nhà con bê tông hả, miếng đất đó trị giá có 1 chỉ vàng hay là 2-3 chỉ vàng thôi, thầy dám mua nhà con bê tông đầu tiên nhất 2 cây vàng, 2 chỉ hay 2 cây, mua được cho nhà bê tông 2 chỉ hay 2 cây, 2 cây vàng, 2 cây vàng, 2 cây vàng, mua nhà bê tông 2 cây. Là sao? Vừa con hỏi con bé Tâm, bây giờ ba mẹ con lớn rồi, con mong muốn được cái gì? Con bé Tâm á, nó mới nói là con muốn cho mẹ con cắt được cái nhà. À, hãy cắt cái nhà, à, cái nhà khoảng nó bao nhiêu lận, cái nhà nó phải 2 cây. Được rồi, thầy sẽ ủng hộ cho con 2 cây. Mua 2 cây vàng, lần mua nhà đó trước. Nhưng mà nhà bé Tâm không bao giờ nói với ai mua 2 cây. Nhà bé Tâm kín miệng luôn, sợ nói bắn nhà sư mắt sao, kín miệng. Rồi bắt đầu cái nói là bán chừng 2 chỉ vàng vậy, cái người kế bên người ta bắt chước vậy, 2 chỉ 3 chỉ 2 chỉ 3 chỉ, mua xung quanh nó nhiều lắm, 4 chỉ 5 chỉ, em hiểu không? Dạ. Trời ơi, nên hả chị á, nhưng chị mà làm gì mà chị ơi, chị rốt cuộc á là chị cho em hỏi là rốt cuộc là đất hồi xưa là mua giấy tay như vậy thì không có ai đứng tên hết hả? Thầy đứng tên, sau này có mấy cô ở đệ tử thầy ở Bà Rịa đó làm giùm cho thầy sổ đỏ nha, mà sổ đỏ đứng tên kêu bằng đất 327 Phú Sinh Đầu Chậm có 50 năm á. Dạ, là ổng đứng tên, đứng tên của ổng, đứng tên riêng của ổng luôn. Thầy đứng tên của thầy chứ. Ờ. Tại bây giờ nó chị có luật giờ chị hỏi. Bây giờ có luật là cái đó, bây giờ có luật là đất của chùa là cái chùa đó đứng tên, mà không biết là giờ ổng có đổi hay không, hay là giấy tờ vẫn là ổng đứng tên.
Em nghĩ là giấy Vậy tờ đính đất tên đó chứ, thì ổng đứng tên. đất đó 50 năm mà em. Đất đó 50 năm mà. Vậy là từ hồi đó tới giờ là chưa được 50 năm đúng không? Chưa chưa chưa, chưa được 50 năm. Chưa. Bà chị không biết sau này có đổi gì cái gì nữa, cái luật gì không chị không biết, nhưng mà chị thời gian đó là làm giấy tờ 50 năm cho thầy thầy rồi, 50 năm. Vậy là đâu đó cũng là tài sản riêng của ổng rồi. Nhưng mà cái chùa đó không nằm trong giáo hội nha, chị nói nghe, nói là phải cho nói hết luôn. Thầy hồi xưa giờ không, thầy lúc mà sư ông đã từ thầy thì á, thầy y chỉ à, lúc đó thầy về thầy thông lạc rồi á, là thầy không ở, thầy thầy thông lạc được, không có hai người không có hợp cái đường lối tu hành, thì thầy thầy thọ giới tỳ kheo á, thì thầy cũng phải y chỉ thầy Quỷ Hưng và thượng Quỷ Hưng ở Sài Gòn ha, thầy y chỉ thầy mới thọ giới tỳ kheo. Rồi sau này á thì ở dưới luôn, ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn là cứ bằng là không có đồng tình với thầy, không cho thầy vô giáo hội luôn, mà không chấp nhận thầy, mà không biết sao mà thầy để cái chùa là thầy lo được cái giấy tờ, mà lúc đó là ông đuổi chị đi rồi biết không, ông đuổi chị về vậy đó. Thì lúc sau này chị mới về chị thấy để cái chùa Phật Quang là dù sau này thầy lo được trong cái chữ gì giáo hội này nữa, nhưng mà chị nghĩ là thầy tiền thầy nhiều lắm, thầy có thể là giúp đỡ cho quý thầy lớn lớn không ở dưới đó, nên người ta cũng mới nhắm mắt nhắm mở đừng để cho thầy lo. Nhưng mà dứt khoát là với thầy thầy lớn thầy quản hệ không cho thầy vào trong giáo hội. Thì vậy á, con Tường Phổ nó mới 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 nói mới mới biết cái nguyện vọng và tâm tư của thầy muốn vào trong giáo hội làm phó ban chi sự gì đó, nó mới là nó lo lo lót, nó lo lót cho thầy chạy được cái chức đó. Thì bằng cách nào nó làm bộ, nó mới nói là nó cúng dường 300 triệu vô cho Đại Tùng Lâm, cho quý thầy cái phá mùa ăn cư kiết hạ như vậy như này, cho thầy 300 triệu gì cúng cúng mấy đèn, mấy đèn 300 triệu. Nhưng mà thưa quý vị, 300 triệu nó nói cái miệng không bao giờ nó đưa tiền. Chính cô Lưu Huyện họ còn sống mới biểu Lưu Độ đòi đi trên xe cái Liêm nói hãy từ phổ cúng 300 triệu mà cúng mấy tháng trời rồi chưa đưa, nó cúng dường nó cúng triệu cái miệng nó không có đưa. Giờ Khánh Thành chùa sư ông Thiện Nhân ở ngoài Bình Định nó cúng dường 200 triệu đấy, nhưng thưa cúng cái miệng không có đưa tiền. Giờ nhé, nó mới bị ra, nó nói để nó đi lo ở ngoài Nghệ An Thanh Hóa gì đó, nó cho văn phòng một á, ở ngoài ngoài Hà Nội đó, văn phòng một ở Sài Gòn mình văn phòng hai, nó chạy văn phòng một đừng đưa cho thầy vô cái trưởng cái phó ban chi sự Bà Rịa Vũng Tàu, nó chạy cái chức đó thầy á mấy tỷ luôn, nó ra nó kêu ông đưa cho thầy 1-2 tỷ. Thí dụ nha, tôi không biết nhưng mà tôi đoán nha, thí dụ đưa ông nó chạy cái chiếc đó 2 tỷ, thầy đưa trước nó 1 tỷ, nó lo lót đường, được nó lo lót đường nó đi trước đi, nó giải đường trước, nó giải qua vậy, giải qua đi giải bông trước đi 1 tỷ, thầy đưa trước nó 1 tỷ, cái bắt đầu cái nó đưa trước 1 tỷ cái nó đi cái nó về nó đấy à, nó lo rồi, nó lo rồi á. Bây giờ cái ngày 18 này á là phải đi ra gặp người ta nói chuyện, cái thầy Thiện nó kêu á ở trên núi á, thầy Thiện Hòa hả, gói 200 phần quà thầy Báo Nhật với lại người này người kia, chị này chị với ngoại với lại bạn chị bên Úc về, ba người bữa đó nó cho ba người đi một trong cái cỗ xe đó luôn, ngoại là mẹ thầy đó, ba người đi, trong khi ba người tôi mua ba ghế đi cái lo lót mấy trăm phần quà gói sẵn hết rồi. Phía 10 giờ nó nói là 5 giờ là xuất phát đi, 5 giờ sáng xuất phát đi, bắt đầu cái cô Lý Huyện cái nhắn tin cho tôi có đầu đi nghe lời ấy, cái cô Liễu Quyền nhắn tin tôi vậy, cái thứ để coi sao sư cô thiệt tối 10 giờ nó nói bể vậy, bể kế hoạch người ta bây giờ họp G7 gì 7 gì gặp họp thượng đỉnh gì á G7 G8 gì á nên thành thử ra là đi không được, đi người ta hẹn lại, người ta hẹn lại tức là bữa mà này. tức là mọi người gói quà tới 10 giờ đêm rồi cái gói xong rồi. Thay vì hẹn là 5 giờ sáng hôm sau là xuất phát đi đi tặng quà. 5 giờ sáng đêm đó luôn, 5 giờ sáng đêm đó À, luôn. nhưng mà tới 10 giờ đêm đó gói xong hết trơn rồi, bà hồi. Bà Tường Phổ ra bà hồi. Bà nói là hồi mắc họp mà Hồi. thượng thượng đỉnh G7 hả? Ở ngoài đó, ở ngoài văn phòng 1 G7 gì nên nên đi không được. Đi không được về cuối cùng lại á là 1 tỷ ông đưa trước á.
là nó về gì nó trả lại ổng 500 triệu, là 300 triệu tiền Đại Tùng Lâm, 200 triệu ngoài Bình Định, thì chắc nó cũng lời được 500 triệu. Sao mà bắt sao Thì mà ở trong lừa bỏ đảo mà ra dễ ngoài ẹt bỏ vậy vô trời, sao mà lừa đảo dễ ẹt vậy chị, á. sao mà lừa đảo mà dễ ẹt vậy, Trời ơi, hôm vẽ nay tôi đi về vời tôi lừa ông. trời ơi vẽ vời dễ ẹt luôn ta ơi, đâu một cái là tiền của mấy người đó mà lấy được từ ổng, lại là cái tiền ổng lấy từ bá tánh, từ những mạnh thường quân, từ những người ta cúng dường. Có nghĩa Mệt là quá xài chị. tiền cúng dường sai mục đích. Nên á, chị mới nói nha, nên chị mới hỏi ông câu nói đó, thầy làm vậy thầy có tội không á? Tại chị chấp học trong cái giới luật á, thí dụ của tiền á mà người ta cúng dường tam bảo mà mình lấy mình cho người khác, mình làm sai, quý thầy chủ trì làm sai cũng bị đọa nè, đọa làm thú luôn á, đọa làm đọa lắm, đọa đó, bị sử dụng đồng tiền mà không đúng nghĩa đó, bị đọa lắm. Mình ăn có hộp cơm tam bảo mà mình không biết tu, mình đọa bao nhiêu ngàn kiếp đó. Chị coi trong kinh nói vậy á, chị sợ lắm, chị hỏi thầy á, thầy làm vậy có đúng không? Thầy nói thầy cũng có tội, nhưng mà nhân quả bù trừ. Thầy giảng một bài giảng đó, thầy được, thí dụ thầy được 5 điểm, một tháng thầy giảng 4 bài, 4 bài thầy được 20 điểm, thì là thầy đàm tội có 10 điểm, thầy cũng dư được 10 điểm. À, Đúng rồi, hay thầy thầy tính đúng hay rồi, thầy ha. dư 10 điểm mà thầy làm giàu bây giờ á. Mà Đúng rồi, thầy dư 10 điểm, 10 điểm mà tổng lại bây giờ cứ ập thầy luôn á, thầy sạch luôn á, không còn điểm nào nữa luôn á. mà sao ai chấm điểm Ê, cho thầy thầy, nói mà chi nhân quả một chữ mà. thầy giảng cái gì mà Hả? thầy giảng như vậy mà thầy tự chấm điểm mỗi bài thầy được 5 điểm, thầy giảng toàn Thầy là thấy ma mị người ta ví không dụ vậy đó. à. Ờ thì cái Ví đó là cái dụ. suy nghĩ của ổng, cái suy nghĩ của ổng là ổng tưởng là ổng giảng như vậy thì ổng ra ổng tạo tạo phước,